Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo đầm cho bé gái với họa tiết sò và sò tần ở phần chân váy như thế này. Mặt trước có trang trí một mẫu hoa 5 cánh và ở phần eo mình có làm các cái họa tiết mũi kép đơn nằm ngang. Trên thân áo có móc cúp hai bên tạo hình cổ tim và có cái phần dây như thế này. Phía sau mình có làm cài nút để mình điều chỉnh cho vừa với phần thân của bé nè. Đây, mẫu áo đầm như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng màu hồng cam để móc phần thân váy và một ít màu trắng dùng để viền lại phần chân váy. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim to gấp đôi sợi len nha, để móc cho phần thân váy của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len, một ít kim đánh dấu và các cái hạt nút mình dùng để cài cái phần phía sau của thân váy nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân váy trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 7 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Thì 7 mũi móc xích này sẽ tương ứng với bề dày của phần thắt eo á. Móc lên cho mình thêm 3 mũi móc xích nữa. 1, 2, 3, sau đó móc vào chân móc thứ 7 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái sợi dây mình chừa ra đầu tiên nè, các bạn móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ở các mũi móc cuối cùng nha, để khi cắt len ta không phải giấu len nhiều. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 7 mũi kép đơn vào 7 chân móc xích đầu tiên, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Quay ngược đầu móc lại thì hàng móc tiếp theo sẽ làm tương tự giống như hàng móc phía trên này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Móc cho đến khi cái chiều dài của sợi dây này bằng với phần eo của bé thì các bạn ngưng nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Tức là ở mỗi hàng móc ta sẽ có 7 mũi kép đơn cho mỗi hàng móc và thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi đạt được chiều dài nhất định bằng với phần eo của bé. Lên 2 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì ở đây sau khi móc được sợi dây dài bằng với phần eo của bé khi gập đôi lại, đây ta có cái độ rộng bằng với phần eo của bé nè. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại một hàng móc ở phần trên để mình lên thân ở phía trên. Thì cách viền ở phần thân phía trên và viền ở phần thân phía dưới nó sẽ khác nhau ở số mũi móc của phần viền nha. Bây giờ ta sẽ viền lại cái phần trên trước nè, cái phần thân trên để tạo cúp á. Đây, ta sẽ viền lại một đường viền ở cái hàng móc này trước. Hàng móc còn lại ở phía dưới này lát nữa ta sẽ nối và viền lại để tạo chân váy nha. Bây giờ mình sẽ viền hàng móc phía trên trước.
Từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc mà ta vừa tạo cuối cùng này nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim vào chân móc kế tiếp của cái hàng móc phía dưới này và móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. 1 2 Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Ta sẽ viền lại toàn bộ cái hàng móc đầu tiên phía trên này đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Khi viền được đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Thì ta vừa viền được hàng móc phần thân trên nè. Từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc thứ hai này các bạn cũng làm tương tự cho mình như hàng móc ta vừa móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng này. Thì đối với những size lớn hơn các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa. Tức là ở đây ta sẽ có 3 hàng móc nè. Còn ở size này bé size nhỏ nên mình sẽ móc 2 hàng móc ở đây thôi nha. Size lớn thì các bạn sẽ tăng thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái chiều cao này nó đạt ở phần dưới ngực của bé thì các bạn ngưng. Còn ở cái phần eo phía dưới này nè, các bạn có thể thêm cho mình một hoặc hai mũi móc đối với những size lớn hơn để cho cái phần eo này nó có cái độ rộng hợp với cái phần chân váy hơn nha. Bây giờ mình sẽ móc hoàn tất cái hàng móc tiếp theo này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì sau khi hoàn tất được hai hàng móc kép đơn, tiếp tục lên hai mũi móc xích. 1 2 Để lên cái phần thân cúp ở phía trên thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng móc cuối cùng mà ta móc này. Sau đó các bạn sẽ trừ ra cho mình hai mũi móc. Thì hai mũi móc này mình sẽ sử dụng để may nút ở cái phần này nè. Đây, cái chiều rộng hai mũi móc này dùng để may nút. Và trừ thêm 4 mũi móc nữa thì 4 mũi móc này các bạn sẽ sử dụng kim đánh dấu để đánh dấu cho mình vào 4 mũi móc này. Và để đánh dấu được khoảng cách của 4 mũi móc này, các bạn sẽ lấy tổng số mũi này trừ cho 6 mũi, được bao nhiêu thì ta sẽ chia 4. Và cái số dư đó các bạn sẽ đếm dần cho mình nè, khoảng cách giữa các cái mũi móc này nó sẽ bằng nhau nè. Trong 6 mũi móc mà mình trừ ra thì sẽ có 4 mũi móc và 4 mũi móc này nó sẽ là 4 mũi móc của cái kim mà mình đánh dấu vào đây nè. Thì khi lên thân cúp ở phía trên mình sẽ không móc vào các cái mũi móc mà ta đánh dấu. Các bạn chỉ móc cho mình vào khoảng cách giữa các kim đánh dấu thôi. Đây, vào các cái khoảng cách đều nhau như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần cúp đầu tiên từ cái điểm kết thúc cho đến cái chân móc mình đánh dấu đầu tiên. Quay ngược đầu móc lại. Ta bắt đầu móc phần cúp đầu tiên nè. Chân móc đầu tiên là cái chân móc này, các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại, các bạn sẽ trừ ra cho mình hai mũi móc từ cái kim móc mà mình đánh dấu ở đây nè, trừ ra hai mũi móc. Đây, trừ hai mũi móc này. Các bạn sẽ móc tới cái chân móc thứ ba nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, chừa ra hai chân móc cuối cùng. Thì ở hai chân móc cuối cùng không có tính cái chân móc mà mình đánh dấu nha. Hai chân móc cuối cùng này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Ta lấy len, đâm kim vào chân kế cuối, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân cuối cùng. Sau đó kéo len qua chân móc. Kéo len qua hai chân móc trên kim. Để trên kim được 3 mũi móc như thế này thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai mũi móc phía dưới ta chụm lại được một mũi phía trên nè. Ta bớt một mũi tương tự như cái điểm đầu tiên. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại và cũng chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự như cái hàng móc ở phía dưới, hai chân móc cuối cùng cũng chụm lại thành một chân. Ta cũng lấy len sau đó đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim, sau đó lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự giống như hàng móc mà ta vừa móc, cũng giảm một mũi ở đầu và cuối hàng móc, móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái độ dày của cái hàng móc cuối cùng nó nằm trong khoảng tầm 2 cho đến 4 mũi móc thì các bạn ngưng nha. Ta cũng thêm tương tự nhiều hàng móc, giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc. Bỏ chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và chừa ra hai chân móc cuối cùng ở mỗi hàng. Thì tương tự hai chân cuối cùng cũng chụm lại thành một chân. Ta lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì đối với size bé nhỏ, cái phần dây vai này mình sẽ làm độ rộng với hai mũi móc. Thì các bạn móc cho mình cho đến khi ta có hai chân móc đầu cuối cùng nè. Lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tức là hàng móc này ta sẽ có hai mũi móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Tức là ta sẽ có hai mũi kép đơn cho hàng móc này. Thì như vậy là mình vừa hoàn tất được hai hàng móc có số mũi móc bằng nhau ở cái phần dây vai nè. Từ đây móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là ta vừa hoàn tất được một phần cúp ở phía trước nè. Thì cái phần cúp tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự giống như cái phần cúp mà ta vừa móc. Móc cho mình vào khoảng trống giữa hai cái mũi mà mình đánh dấu ở đây nè. Và lưu ý cho mình là ta sẽ không móc vào cái mũi móc mà mình đánh dấu nha. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ở khoảng cách của cái phần cúp thứ hai tính từ hai cái mũi móc mà ta đánh dấu ở đây nè, thì cái khoảng cách này nó sẽ bằng với khoảng cách của cái cúp ngực đầu tiên á. Các bạn sẽ móc cho mình vào chính giữa này, cũng không có móc vào cái chân móc mà ta đánh dấu nha,
Đâm kim vào chân móc sát chân móc ta đánh dấu, sau đó kéo nút qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Tương tự như cái phần cúp đầu tiên này, cũng giảm một mũi ở đầu và cuối hàng móc. Thì cái phần cúp thứ hai này bỏ qua cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời nè và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, cũng chừa ra cho mình 2 mũi móc ở cuối cùng nha, không có tính mũi móc mà ta đánh dấu nè, chừa ra 2 chân móc cuối cùng. Khi móc cũng dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải dấu len nhiều. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở hai chân móc cuối cùng của hàng móc này cũng chụm lại thành một chân, tương tự như cái phần cúp đầu tiên mà mình móc á. Sau đó móc lên thêm nhiều hàng móc tương tự, cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Hai hàng móc cuối cùng cũng tạo tương tự cho mình giống phần cúp ở phía trước nha. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như cái phần cúp mà ta vừa móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Giảm 2 mũi ở đầu và cuối, sau đó làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì sau khi đã hoàn tất được cái phần cúp thứ hai bằng với phần cúp ở phía trước, các bạn sẽ sử dụng cho mình hai phần cúp này nối lại với nhau. Hai phần cúp còn lại ta sẽ nối lại với nhau sau nha. Thì để nối được hai cái phần dây vai này lại, các bạn sẽ để ý cho mình cái hàng móc mũi đơn để viền cái phần dây eo ở dưới nè. Đây là mặt trái của hàng móc, thì các bạn sẽ gập cho mình cái phần thân phía trên lại để cái mặt trái của hàng móc mũi đơn này ra ngoài. Sau đó ta sẽ dùng mũi móc đơn để nối lại hai cái đầu dây này. Các bạn sẽ tiến hành móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái dây vai phía ngoài này. Đây, đây là chân móc đầu tiên, đâm kim vào đây. Đồng thời đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái dây vai phía sau á. Để cho hai cái mũi móc của mình nó nằm trên kim như thế này và móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế bên, cũng là chân móc cuối cùng luôn của cái sợi dây vai bên này và sợi dây vai bên kia và móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Thì như vậy là mình đã nối được hai phần dây vai lại với nhau rồi nè. Và khi quay ngược cái phần dây vai này lại, lật ra phía ngoài, thì cái hàng móc mũi đơn này mặt phải nó sẽ nằm ở phía ngoài nè. Và đường móc nối hai đầu dây này nó sẽ nằm ở mặt trong của hàng móc nè. Đây, ta sẽ nối lại như thế này. Thì ta vừa hoàn tất được một bên của thân áo. Và khi nối lại hai đầu dây nó sẽ giúp ta tạo được một khoảng trống để luồn phần cánh tay vào nè. Ở cái phần thân còn lại các bạn cũng làm tương tự giống như cái phần cúp mà ta vừa móc ở bên này nè. Đây sẽ là mặt trước của áo nha. Thì các bạn sẽ móc cho mình hai phần cúp còn lại vào chính giữa khoảng trống giữa hai cái mũi mà ta đánh dấu ở đây nè. Cũng giảm mũi ở đầu và cuối, sau đó lên thêm nhiều hàng móc tương tự và cũng làm tương tự cho cái phần cúp còn lại. Ở cái phần nối hai đầu dây vai thì cũng tương tự cho mình, nhìn ở cái hàng móc mũi đơn phía dưới này nè. Chập đôi cái hàng móc mũi đơn làm sao cho cái phần mặt phải của hàng móc mũi đơn này nó nằm ở bên ngoài nha. Ở hai mũi móc mà ta chừa ra cuối cùng này nè, các bạn sẽ sử dụng để may nút và cài lại ở phía sau như thế này. Sau khi hoàn tất được phần thân còn lại thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai đầu dây lại. Ở hai mũi móc mà mình chừa ra, các bạn sẽ tiến hành may nút cho mình ở đây. Và khi nối hai phần thân này lại, các bạn sẽ đưa cái khoảng trống này xuống phía dưới cho mình nha. Đây, thì cái phần thân váy phía trên của mình hoàn tất như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai đầu dây lại, viền cái hàng viền phần eo này và móc thêm chân váy ở phía dưới. Ta quay ngược đầu móc lại. Thì để nối được hai cái phần thân này lại với nhau, các bạn sẽ đưa cho mình cái khoảng trống ta cài nút ở phía trong nè. Đây, sau đó đưa cái phần còn lại ra phía ngoài, chừa cho mình một đoạn len dài.
Đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái mặt phía ngoài. Đồng thời đâm kim cho mình vào chân móc thứ hai của cái hàng móc mà ta dùng để may nút nè. Đâm kim vào chân thứ hai nha. Để hai chân móc song song trên kim như thế này. Sau đó kéo cái len qua hai chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim cho mình vào hai chân móc mà ta vừa móc nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Đồng thời khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên của cái hàng móc phía trên. Đây sẽ là chân móc kế bên nè, các bạn sẽ đâm kim vào đây. Đồng thời đâm kim vào chân móc cuối cùng của cái hàng móc phía dưới. Đâm kim song song vào hai chân móc như thế này. Sau đó móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Như vậy là ta đã nối được hai đầu dây lại với nhau để tạo phần cài nút nè. Như ban đầu mình vừa nói, cái phần viền của chân váy nó sẽ khác cái phần viền của phần thân trên nha. Số mũi móc nó sẽ khác nhau. Khi đã móc được hai mũi móc đơn vào hai cái chân móc này thì tiếp tục chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc vào đây cho mình ba mũi móc đơn. 1 2 3. Ta được ba mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì chân móc kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cái chân móc này. Móc vào đây hai mũi móc đơn. Khi chân móc này được hai mũi móc đơn thì chân kế tiếp sẽ là ba mũi móc đơn. 2 3. Ta được xen kẽ vào các chân móc nè, hai mũi móc đơn xen kẽ ba mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại đến chân móc cuối cùng. Cũng xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó tiếp tục chân kế tiếp sẽ là ba mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi viền được đến cuối hàng, tiếp tục đâm kim cho mình vào hai chân móc đầu tiên mà mình đâm kim vào á. Móc vào hai chân móc này một mũi móc đơn nữa. Sau đó dùng mũi dời nối vào cái mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì như vậy là mình vừa viền được cái hàng móc chân váy nè. Và cái độ rộng của cái phần viền này nó sẽ rộng hơn cái phần viền ở phía trên nha. Và cái phần cài nút ở phía sau nó sẽ như thế này. Đây, may và cài nút lại như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần họa tiết sò để tạo chân váy phía dưới. Ta sẽ tính luôn hai mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên là một mũi móc nè. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời á. Móc vào đây cho mình thêm một mũi kép đơn nữa. Từ đây lên hai mũi móc xích. 1 2. Tiếp tục đâm kim vào chân móc mà ta vừa móc, sau đó móc tiếp vào đây hai mũi kép đơn nữa. 1 Kép đơn thứ hai. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho phần chân váy nè. Thì để móc tiếp cái họa tiết sò thứ hai, các bạn sẽ đếm ra cho mình 3 mũi móc, sau đó đâm kim vào chân thứ tư và móc vào đây một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai. Sau đó lên hai mũi móc xích và móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Ta tạo ra được họa tiết sò thứ hai cho phần chân váy nè. Thì để móc họa tiết sò thứ ba cũng tương tự, đếm ra cho mình 3 mũi móc, sau đó đâm kim vào chân thứ tư và móc vào đây một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Ta tạo ra được họa tiết sò thứ ba nè. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, cũng tạo cho mình các cái họa tiết sò tương tự. Đối với những size lớn hơn, để cho cái độ rộng của chân váy này nó được rộng hơn nè, thì các bạn sẽ canh cho mình khoảng cách giữa hai họa tiết sò, có thể giảm cho mình một mũi, tức là khoảng cách giữa hai họa tiết sò này nó sẽ cách nhau là hai chân móc nha, hoặc là một chân móc cũng được, tùy vào độ rộng của phần chân váy mà các bạn mong muốn. Thì cái độ rộng của chân váy mà mình móc nó sẽ có cái độ rộng vừa phải, nên ở đây khoảng cách của mình sẽ là 3 mũi móc cho hai họa tiết sò. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Cũng đếm ngược ra 3 mũi móc,
Sau đó ram kim vào chân thứ tư và móc một họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã tạo họa tiết sò đến cuối hàng, tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên này một mũi dời để kết thúc vòng. Ta được hàng móc đầu tiên của phần chân váy. Để tiếp tục hàng móc thứ hai cho phần chân váy thì ta sẽ bắt đầu dùng mũi dời để dời cái mũi móc này vào khoảng trống của cái mũi sò đầu tiên mà ta gặp này nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống của cái mũi sò này, móc vào đây một mũi dời. Thì lúc này mũi móc của ta đã nằm ở chính giữa của mũi sò đầu tiên rồi. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Tính 2 mũi móc xích này là một mũi móc, tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn nữa. Thì ta được 2 mũi kép đơn nè. Móc lên 2 mũi móc xích và móc tiếp vào khoảng trống đó 2 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ hai. Ta được họa tiết sò đầu tiên của hàng móc thứ hai, nó sẽ thẳng hàng với họa tiết sò phía trên nha. Để móc tiếp họa tiết sò kế tiếp thì các bạn đâm kim vào khoảng trống của họa tiết sò kế bên này và móc vào đây một họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào đó cho mình 2 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Ta được họa tiết sò thứ hai cho hàng móc thứ hai. Và thẳng hàng với họa tiết sò ở phía trên nha. Các bạn sẽ làm tương tự cho các họa tiết sò còn lại. Cũng đâm kim cho mình vào khoảng trống của họa tiết sò phía trên và móc vào một họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. Ta được thêm họa tiết sò thứ ba nè. Làm tương tự cho các họa tiết sò còn lại cho đến cuối hàng. Thì sau khi đã móc đến cuối hàng, tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của họa tiết sò đầu tiên này một mũi dời. Sau đó tiếp tục di chuyển kim vào khoảng trống của họa tiết sò này và móc tiếp một mũi dời. Thì lúc này chân móc nó sẽ nằm ở chính giữa của họa tiết sò phía trên nè. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Móc tiếp vào đó một mũi kép đơn nữa. Ta được 2 mũi móc tính cả cái mũi móc xích đầu tiên nha. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. Ta được họa tiết sò thứ nhất cho hàng móc thứ ba. Các bạn sẽ làm tương tự cho các họa tiết sò còn lại cho đến cuối vòng. Như vậy là phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe ra như thế này nè. Các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà ta vừa móc. Móc cho đến khi chiều dài từ cái phần vai này cho đến hàng móc cuối cùng qua đầu gối của bé một xíu thì các bạn ngưng nha. Cũng móc các cái họa tiết sò tương tự. Móc vào chính giữa của họa tiết sò phía trên một họa tiết sò gồm 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, lên 2 mũi móc xích, tiếp tục móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. 1 2 và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc mũi sò, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc cuối cùng một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái form váy như thế này. Chiều cao từ cái phần dây áo xuống hàng móc cuối cùng đã bằng đến đầu gối của bé rồi nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại họa tiết phía dưới và tạo tầng cho cái phần chân váy. Ở đây mình sử dụng len màu trắng để móc viền. Ta sẽ bắt đầu móc họa tiết đầu tiên từ phần sau của thân váy. Các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Để tạo được họa tiết viền đầu tiên cho phần chân váy, các bạn sẽ móc cho mình các cái họa tiết sò vào chính giữa của hai họa tiết sò ở phía trên nha. Đây, vào cái khoảng trống này nè.
Ở phía trên thì ta móc vào chính giữa của mũi sò, nhưng mà ở đây viền lại các bạn sẽ móc cho mình vào chính giữa của hai họa tiết sò. Tức là ta sẽ đâm kim vào đây nè, cái khoảng trống này, khoảng trống giữa hai họa tiết sò này nè. Đâm kim vào khoảng trống, kéo nút mà ta vừa tạo qua khoảng trống. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2. Sau đó móc tiếp cho mình vào khoảng trống mà ta vừa móc á, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một họa tiết sò gồm có 5 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Đây, móc vào đây 5 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Tính luôn cái mũi mà ta vừa móc nha, là ta được 6 mũi á. Mũi móc thứ hai nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho phần viền chân váy nè. Khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa màu trắng này vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục di chuyển kim cho mình vào khoảng trống kế tiếp của hai mũi sò kế bên, là cái mũi mà mình kết thúc cái viền màu cam á. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này và móc vào đây 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau để tạo một họa tiết sò tương tự á. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Ta được họa tiết sò thứ hai cho phần viền chân váy nè. Cái sợi len màu cam khi móc cũng giấu cho mình vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều, giấu vào trong các cái mũi móc của họa tiết sò này nè. Họa tiết sò thứ ba cũng làm tương tự cho mình, cũng móc vào khoảng trống giữa hai họa tiết sò kế tiếp, móc vào đây 6 mũi kép đơn tương tự liên tiếp với nhau và làm tương tự cho đến cuối vòng. Mỗi họa tiết sò các bạn sẽ móc vào khoảng trống của hai họa tiết sò phía trên và móc vào 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Ta được họa tiết sò thứ ba nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của mũi sò này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Ta hoàn tất được hàng viền thứ nhất cho phần chân váy nè. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết viền tầng. Thì để móc được họa tiết viền tầng, các bạn cũng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Cái họa tiết sò tầng thứ hai này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống ở phía trên á. Đây, cách nhau một khoảng trống và đâm kim cho mình vào cái khoảng trống của cái hàng họa tiết sò thứ ba ở phần chân váy á, tính từ dưới lên nha. Thì khoảng cách giữa hai hàng viền nó sẽ cách nhau là một hàng móc nè. Đây, ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống của hai mũi sò ở hàng móc thứ ba tính từ dưới lên nè. Nó sẽ thẳng hàng với cái họa tiết sò ở phía trên nha. Thẳng hàng với nhau. Đâm kim vào đây và kéo nút ta vừa tạo qua khoảng trống. Móc lên hai mũi móc xích. Mũi sò đầu tiên sẽ móc vào đây 5 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này nha. Để tính luôn hai mũi móc xích ta gây nên là một mũi móc á, ta sẽ được 6 mũi móc cho cái mũi sò đầu tiên này. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và kép đơn thứ năm. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Ta được họa tiết sò đầu tiên cho cái hàng móc thứ hai này. Thì để tiếp tục cho hàng móc thứ ba, các bạn cũng tương tự di chuyển kim cho mình vào cái khoảng trống kế tiếp của hai mũi sò kế bên á, của hàng thứ ba tính từ dưới lên nha. Các bạn sẽ đo thẳng hàng cho mình vào cái khoảng trống giữa hai mũi sò kế bên này và móc vào cái khoảng trống này một họa tiết sò tương tự gồm có 6 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Đây, kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu.
ta được họa tiết sò thứ hai cho cái hàng viền thứ hai. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó tạo cho mình thêm một đường viền tương tự ở phía trên. Khoảng cách giữa hai đường viền nó sẽ cách nhau là một hàng móc nha. Các bạn cũng móc tương tự cho mình vào các cái khoảng trống nè. Khoảng trống giữa hai mũi móc cho cái hàng móc thứ năm tính từ dưới lên á, để mình viền lại được cái hàng viền thứ ba cho cái phần chân váy. Đây, cái khoảng trống này. Đâm kim vào đây và tạo cho mình một đường viền tương tự. Và mỗi họa tiết sò sẽ tạo cho mình 6 mũi kép đơn nha. Sau khi đã viền lại được 3 tầng của phần chân váy thì ở mỗi họa tiết viền này nè, khi móc viền thì cái phần viền này nó sẽ bị dính lên phía trên. Các bạn sẽ dùng tay đẩy cho mình cái họa tiết sò này xuống phía dưới, cúp lại xuống phía dưới như thế này. Đây, đẩy cúp lại xuống phía dưới cho cái phần viền này nó được đều nhau. Thì như vậy là phần chân váy của mình đã viền lại được 3 hàng móc tầng như thế này. Bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại cái phần viền ở cánh tay cũng như là cổ áo. Thì phần viền cho cánh tay và cổ áo nó cũng tương tự như nhau. Ở đây mình đã viền lại hai phần cánh tay rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn viền cái phần cổ áo. Nó cũng tương tự như viền cánh tay nha. Ta cũng sử dụng sợi len màu trắng để viền lại phần cổ nè. Các bạn sẽ bắt đầu viền cho mình ở cái hàng móc phía sau của phần thân váy nè. Tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ 3 của cái phần mà ta chừa ra cài nút nè. Đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ 3 là cái chân móc bắt đầu cho cái hàng móc phía trên á. Đâm kim vào đây cho mình và kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Sau đó móc vào chân móc mà ta vừa móc một mũi kép đơn. Ta tạo ra được họa tiết sò để viền đầu tiên nè. Thì để kết thúc cái họa tiết sò này, các bạn sẽ tiến hành bỏ qua cho mình một hàng móc, sau đó móc vào thân chân móc của hàng móc thứ hai á. Đây, bỏ qua cái hàng móc này và móc vào thân chân móc của hàng móc thứ hai một mũi móc đơn. Như vậy là cái mũi móc của mình nó nằm ở một hàng móc rưỡi nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Móc vào cái thân chân móc mà ta vừa móc một mũi kép đơn. Sau đó bỏ qua cái chân móc của hàng móc phía trên và móc vào chân móc của cái hàng móc phía trên nữa. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Thì chiều cao của họa tiết sò thứ hai nó cũng nằm ở một hàng móc rưỡi nè. Hoặc là nếu không canh được thì các bạn có thể canh cho mình nè. Ba hàng móc của phần thân ta sẽ tạo được hai họa tiết sò nha. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và đâm kim vào chân móc ta vừa móc một mũi kép đơn. Để kết thúc họa tiết sò này cũng tương tự, bỏ qua cho mình một hàng móc kép đơn và móc vào thân chân móc của cái hàng móc kép đơn tiếp theo một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn nè, vào thân chân móc nha. Tương tự như hai họa tiết sò viền ở phía dưới này, hai họa tiết sò này nó sẽ tương ứng với ba hàng móc phần thân bên hông này. Thì cái họa tiết sò thứ ba này nó sẽ nằm ở một hàng móc rưỡi. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một họa tiết sò nữa. Lên hai mũi móc xích và móc vào cái thân chân móc này một mũi kép đơn. Sau đó móc tiếp vào cái chân móc của cái hàng móc phía trên này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Thì như vậy là hai họa tiết sò viền nó sẽ nằm ở ba hàng móc nè. Đây, tương tự, hai họa tiết sò viền nằm ở ba hàng móc. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Ba hàng móc ta sẽ viền hai họa tiết sò nha. Và mỗi họa tiết sò nó sẽ nằm ở một hàng móc rưỡi. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến cái phần cổ tim ở phía trước nè. Ba hàng móc phần thân ta sẽ viền lại hai họa tiết sò. Lên hai mũi xích, móc vào đó một mũi kép đơn. Bỏ qua một hàng móc và móc vào thân chân móc của hàng phía trên một mũi móc đơn. Tiếp tục lên hai mũi xích, móc vào thân chân móc đó một mũi kép đơn nữa. Sau đó bỏ qua cái chân móc và móc vào mũi móc của cái hàng móc phía trên một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cái phần cổ tim. Sau khi viền được đến cái phần cổ tim, đây,
hai họa tiết sò nó sẽ tương ứng với ba hàng móc. Thì cái phần cổ tim này bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại. Họa tiết sò cuối cùng mà ta viền nè, nó sẽ nằm ở thân chân móc của hàng móc gần cuối. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc này, ba cái chân móc ở cái phần cổ tim này nè. Đâm kim lần lượt vào ba chân móc. Đâm kim vào chân thứ nhất, lấy len. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai, lấy len và kéo len qua chân móc. Đâm kim vào chân thứ ba, lấy và kéo len qua chân móc. Để trên kim được 4 mũi móc thì các bạn sẽ kéo len qua hết chân móc trên kim. Móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc cuối cùng mà mình lấy len á, đâm kim vào đây và móc tiếp một mũi kép đơn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần thân còn lại, cái phần cổ áo còn lại nha. Hai họa tiết sò nó sẽ nằm ở ba hàng móc của phần thân nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào thân chân móc nằm chính giữa của ba hàng móc này. Móc một mũi móc đơn, sau đó lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào đó một mũi kép đơn nữa. Sau đó đâm kim vào chân móc của hàng móc thứ ba và móc một mũi móc đơn. Như vậy là phần cổ áo của mình đã tạo ra được hình chữ V như thế này. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Và cái mũi móc viền cuối cùng nó sẽ nằm ở chân móc của cái hàng móc thứ hai nè. Đây, hai hàng móc của phần thân thì nó sẽ nằm ở đây. Sau khi viền được đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng, chân móc mũi đơn, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc của hàng móc thứ hai ở cái phần thân này. Móc vào đây một mũi dời. Lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa ra phía sau mũi móc thì ở hai cái mũi móc mà mình chừa ra để may nút nè, các bạn sẽ may cho mình hai hạt nút ở đây. Sau đó ta sẽ sử dụng cái mặt còn lại và cài nút lại như thế này. Đây, cài cho mình lại ở hai cái mũi móc nó thẳng hàng với nhau. Đây, như vậy là phần thân phía sau của mình nó sẽ như thế này. Ở mặt trước các bạn sẽ móc cho mình một mẫu hoa để mình trang trí cho phần thân của váy. Thì cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác nhau cho cái phần thân váy của mình nó được xinh xắn hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo đầm cho bé với họa tiết sò 3 tầng ở chân váy như thế này. Chúc các bạn thành công!